Rồi chào tất cả các bạn nha. Mời các bạn cà phê bạn ơi. Phê đá đậm đặc luôn đó. Quất ly phê đá này để chuẩn bị đi thăm mấy cái lạc cá lóc ở khu vực cái sau vườn á, cái vườn Bảo Quang á. Mời cả nhà ha. Trời ơi đã gì đâu đã. Tê tái cả người luôn. Mấy bữa gài có mưa. Nhất là tối hôm qua mưa cũng lớn lắm, mà ban ngày thì nắng lắm nha, ôi bức lắm. Nhưng mà ban đêm á, hôm có mưa lớn. Khả năng là bữa nay nè, đi dở là lên là gọi là cứng lờ luôn á. Thường á, mấy chú mà khu vực chỗ mình bạn ơi, là nước nó không có ra vô hung. Bởi vậy lâu lâu họ mới xả đập. Chủ yếu là nhờ mà lúc mà trời mưa nè, nước nó ngập nhiều đó, đầu cá đầu nó đi ăn. Bữa nay hên trúng bánh không? Sáng giờ nhà cũng cắt ổi nè. Cắt cũng được hai vỏ rồi. Đây vỏ ổi nữ hoàng. Ba mẹ mình cũng đang cắt ở sau nữa kìa. Mình cũng tranh thủ đi thăm mấy cái đợt cá lóc rồi. Nó đang vỏ nữa nè. Để tranh thủ mình đi mấy thăm mấy cái đợt cá lóc á, còn phải giọt ra ngoài sông tiền nữa. Ủa ổi nữ hoàng mà có chén muối ớt còn chấm ăn thứ gì chịu nổi. Giờ nhà mình trồng ổi ít rồi đó, chứ hồi 2-3 năm trước trồng nhiều lắm, mỗi lần cắt là tắng mấy không á. Giờ ba mẹ mình cũng lớn tuổi nên ông bà cũng yếu rồi, nên trồng ít rồi, còn nhiều trồng sầu riêng rồi sữa đồ chôm chôm đồ xen vô. Thôi có gì hẹn bạn chút xíu nữa nha, để uống ly cà phê xong bắt đầu là tranh thủ ra bò đó. Khu vực vườn Bảo Quang này toàn là bò không à, cây cối ổng gặm gạp toàn dây leo không á, còn là bò không. Thôi có gì hẹn bạn chút xíu nữa ha, còn bữa nay chúng bể tài nha các bạn. Tới cái đầu tiên nè bạn ơi, mở hàng cái đầu tiên này lấy hên đây. Cái mương này có lóc bự lắm mà mình đặt mấy lần trước không dính đó, mình canh me mình nhìn mò nó dữ lắm luôn. Lần này ai biết được thu hên thu phục được nó là sao. Chai nước cho tới cho lui mà không thấy cá nó quậy xộn xộn chân trời. Làm con lấy hên rồi, cái đầu tiên nè, khui hàng khui. Ôi ừ, ốc bu không bạn ơi. Này có lũng không, cái sặc con không thấy luôn ta. Kỳ vậy. Mấy mương này cá sặc dữ lắm á. Toàn ốc bu vô không à. Lũng mặt lưới này cũng đâu sao. Kỳ vậy chứ. Cái này ngon dữ lắm luôn á. Cái này mình canh me mình nhìn mò lâu lắm rồi. Mà không có ta. Cái này cuốn luôn. Giờ điểm khác đặt luôn. Cái đầu tiên thấy chất quốc, thấy quế quế. Ủa, muốn thấy đã ghê không? Mương lóc khủng có nè. Mương lâu năm. Đây con cái nè, bên kia ta đang phá cỏ, không dám nói lớn. Sợ địch phát hiện nguy hiểm bạn ơi. Lóc lóc chê 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 chê. Lóc chê lóc chê chê lóc khui hèn. Thấy gì hết, trước mắt thấy ốc bu nổi lên phình rồi đó. Hình như có cá quận người ta, hay là có hành động người ta. Nè bạn. Ồ, ồ. Mong là cá nó quận chứ không phải là cỏ động nha. Đây, có kìa bạn ơi, có không? Đó, có lóc chà bá kìa, thấy không? Nghi lắm mà, chạy đâu cho thoát anh. Nè. Vô rồi, vô rồi. Cái thứ hai có hàng rồi. Ồ, ồ, trừ tung cái mỏ chị, rồi lưa, dưa hết trơn. Đặt đơn giản mà lụm gạo ha. Rồi bắt luôn chỗ này nè, chống chảy mà lụm gạo liền. Quá đã quá đã quá đã. Lóc đã nhẹ lóc này, nước chui nấu chua thứ gì chịu nổi. Cái thứ hai có hàng là ấm hỉnh rồi bạn ơi. Bỏ cá vô túi được chưa? Đi lòng rồi này. Mình thấy nó quợn quợn mà không biết là mình động cỏ hay cá nó quợn à. Gà cưng. Ồ cái lóc đã ghê mà. Ê bà chỗ luôn. Trời trời trời. Gì quêu với bạn xíu nó xảy rồi. Sát mấy mương. Tùng mỏ bấy xảy chân. Vô vô. Xíu nó xuống mương rồi. Xuống mương ta mày. Định tẩu thoát anh hả cưng. Ngon lạnh cạnh đảo bạn ơi. Ừ,
giờ đặt lại thôi, lần sau kiếm cặp nữa sao. Con gà trời mưa chạy lắm. Thừa thắng xong lên luôn. Tới rồi, tới rồi. Quấn con cá lóc đó, có động lực rồi. Cái này sao đây? Cái này có nào quấn cặp không? Ủa, cái tủ với cái bài bản ra. Cui hàng, bóc hàng, cuốc ạ luôn, tờ lưa hột dưa luôn. Giờ lên sổn sổn coi. Hồi ôi, cái này có sạc không bạn ơi? Chất quốc rồi. Có sạc không à? Với ốc bu. Chỗ này không lẽ mình bào hết ta. Chỗ này đặt thấy cũng nguy hiểm luôn. Vừa tuy gần là vườn nhà thiệt, nhưng cái ở đây người ta vớt ốc á. Ta lén ta vớt dữ lắm. Đặt mấy cái chỗ đó là ngon lắm luôn á. Mà sợ giang hộ tẩu. Ta đây tôi vớt ốc lén quá trời. Cái này ẩm hiểm nha. Mình tủ cỏ từ đưa hết trơn. Thấy nhỏng bèn rồi. Cái bên có nhỏng này không biết sao. Lóc 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 lóc. Ôi trời, đúng kiểu trời rồi bạn ơi. Nghe ẩm ơi. Wow, rớt sậy luôn á, tâm rớt sậy luôn. Wow, ba con. Nó đã bạn ơi, đã rồi nè. Cặp luôn ba con. Thứ gì chịu nói. Manh động mày. Ngon lành cành chanh. Quá đã, quá đã. Rồi, rồi. Ấm hỉnh, ấm hỉnh nè. Không thứ gì chuyện đã nổi chân. Thứ bảy nhật chịu cũng nổi chân này rồi. Vô rồi, vô rồi. Đó vậy mình nghi lắm mà làm thấy nhõng ben. Cái gài mưa bởi cá đi mạnh. Mưa bận đêm không ạ. Ngược lại mà sông Tiền ít mưa lắm. Ở khu vực chúng mình không mưa dữ miếng nữa. Bên kia người ta đang phá cỏ, chủ cái người đó họ lấy gì lắm, bởi vì mình không dám nói lớn. Không phải mương của họ nhưng mình sợ họ thấy, họ lấy. Chứ mương của họ nó làm gì, mương họ mình không đời nào giờ mình đặt. Đặt toàn mương vườn nhà, cái vườn của người quen thôi. Bởi hả, giờ mình không dám la lớn chứ, cái này mình gặp xa xa, xíu vô kia xíu la, mà không bạn thấy không, cái vườn này không gung ginh mới lạ. Bà con cái góc đều ghen. Con nào lấy ít đã ra. Thứ gì chịu nói. Đúng chắc lưỡi thiệt chứ. Điên, điên coi. Bốn cò cá lóc rồi. Ồ, xuống 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 xuống. Này đậm lè đậm lét rồi. Vô tực giật cái tô luôn rồi. Giờ sửa sậy lại. Đặt tiếp thôi. Trời ơi, tung hư sậy luôn. Ba con không manh động ghê hồn. Giờ để em sửa lại em đặt ha. Lần sau ai biết được hốt được bốn con sao. Tải luôn bắt tài, tải luôn, tải luôn. Hồ bữa nay lặng bạn chúng hơn cái đợt trước nữa nè. Bởi cơ khu vườn chúng mình á. Thấy gì cái cá nó ít hơn ngoài sông Tiền. Nhưng nghĩ sao chứ mà đặt lại cái lóc mình thấy nó chạy hơn mà. Ủa cái này nó mất tiêu rồi, vẫn chơi hoài mấy đại ca. Vườn nhà mà. Ở vườn của bác Sáu mình không lẽ bị mắc nó chạy. Đó anh chuyện rồi đó. Rồi luôn. Đù. Dữ dằn không bằng dữ dịch thiệt chứ. Trời ơi, vườn nhà của bác Sáu mình cũng bị mắc nữa mà. Ngày xưa có con kiến nó bằng con voi, nó lôi con bò xuống sông. Thánh thần thiên đụng ơi. Đúng là bọn ác có ở khắp nơi nản thiệt chứ. Đặt vườn nhà cũng bị mắc nữa. Chịu đời sao cho nổi không. Lại thấy cái lỗ trống trơn là thấy nghi rồi. Rồi mình tủ cỏ mà.
Rồi thấy trong lỏng thấy rồi. Quải đạn thiệt chứ. Thứ gì vậy trời. Đặt giường nhà mà cũng mắc. Bó cái tay bó luôn cái chân. Không biết dùng từ gì để nói. Thôi kệ bạn ơi, cổ đi sang người. Đây nhắc tối với sao vàng nè, dưới đó đó, cạnh dưới đó. Họ lên họ bắt ốc lén rồi họ chích điện rồi lừa chứ. Quải chưởng thì chứ. Mấy cái này còn không nữa nè. Cái nó mắc không mà cái này vẫn còn. Lại đây ai biết được không, cá lóc ký lô rồi. Bù lại cái lợi đó coi. Cái mương này mình nghi có lóc khủng bởi vì mình bao liều. Bao dây hai bờ bên bờ hai cái. Ừ cái này hình như có vẻ còn. Ừ hên quá. Còn còn bạn ơi còn. Cuốc à. Lên sổ sổ. Ê, hình như có cá có cá. Có cá này bạn thấy nó quẩn không. Vô rồi vô rồi. Vô rồi vô rồi. Ý dạ. Trời má ơi má ơi. Hàng khủng bạn ơi, một cặp luôn. Vô rồi, vô cái tực giật cái tô rồi. Ồ, kìa cặn quặn cái lợn nó có cá trời, bị thằng hổ tẩu à. Ồ, một cặp cá lóc bạn thấy đã ghê không? Ấm hiểm rồi. Wow, vô này bắt đi. Vô rồi. Cá lóc đen bung luôn. Tiếng cắn luôn. Có cá rồi, không biết đau là gì. Chỉ. Ồ, con bên trong bự hơn ha. Con đó lạng hoàng nửa ký dám có mà. Ấm hiểm, ấm hiểm. Ồ bữa nay cá lóc gì đâu thấy ham trời. Mình nghi lắm mà mưa rớt xuống là thế nào cũng trúng mà. Bợ cặp cá lóc này nữa thôi rồi còn con gì bằng nữa. Cái này đậm rồi, quá đậm rồi. Vậy đó mà mình cắm câu vẫn dính con hai con lúc bể đầu. Như cơm mửa cắm gần cái trăm cần vết gì. Vậy nó không ăn ngồi. Hoặc là cá lóc gì đi vô ha. Bưởi lóc 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 đã không đã không ngày bảo cá lóc rồi bạn ơi trời ơi lóc quan trọng mày lóc vô mày kiếm trắng quá trời kiếm nghiện mày nhảy với tao mày ở mình dở lại mình dở cỏ lên thấy quận quận nước nghi lắm mà đã không đã không bao phê luôn con này 450 gram nửa ký à nướng chui thôi cái gì chịu nổi là gà gia đình lần nhất cái nắp luôn mà ô nghiệp đâu kêu giữ thằng ôm à ngon lạnh cành đào đó giờ đặt lại thôi lần sao kiếm nữa vô mánh này vô mánh ui tới luôn bác tài à tới luôn bác tài ơi có cá là có động lực rồi. Ủa cái đó, chỗ này nè bạn, chân cây gốc cây mù u nè. Mình thăm hai lần không dính. Bởi mình dời qua đó đó lụm gạo liền ha. Chỗ đó đó. Nãy giờ dính cá lóc dính còn cặp không chạy ba con không. Mấy cái mương nước cần queo à. Bởi chỉ nhờ trời mưa nó đi. Trận này công nhận ham chưa. Cái này bị chướng khí gì đâu, thăm hai lần trước không có lần nào có. Này dược phẩm. Cái mương thấy cạn nhưng nó sâu lắm. Do ba lá nhãn ủ á, lúng dữ lắm lúng. Con này không thấy quận quyết chân cưng. Con quận ơi cho em nhỏ nó mừng coi. Thôi coi được con rồi bạn, đó cá lóc đó. Vô. Mày hả bưởi. Bưởi ơi là bưởi. Bữa nay công nhận. Giờ là cá lóc thấy ham thì chứ. Mỗi lần tới lờ là có hy vọng có cá liền bạn tự tin luôn á. Lóc này lóc cẩn nha, lóc này ăn được rồi. Vậy là bự rồi. Lụm gạo mày luôn. Bữa nay là ngày bảo cá lóc rồi. Ngày xác mấy mương bắt sẵn sàng. Mở túi trước cho chắc. Hai lần trước không dính mày lần này mày mới vô hả mày. Vô quất cá sặc kìa chứ đâu, cá sặc nó muốn đự với mày luôn.
cái lóc chỗ này, cái lóc mấy cái mương này con nhìn cái bụng con nào nó dần cháy á, mà đang mung nó đang hơn mình nữa. Vô quá trời rồi, mới thầm có mấy cái thôi dính cỡ đó rồi, dù đời sao cho nổi chặng này đây. Cái này cỡ như lão Điệp, lão Dạng, Định Nguyễn như tan nát với mình. Trời, lâu lâu chúng nổi mấy ông nội đó thôi chứ gì nữa. Chỗ mình cá ít lắm, với lại mình đặt lờ ít nữa đâu nhiều như mấy ông nội đó. Nổ kiểu mà khà khịa nhau cho vui mà. Lão Dạng, lão Điệp, lão Định thấy cái gì chưa? Bữa nay ba ông là bởi tắt đài với tôi liền. Chịu đời sao cho nổi với tôi, gặp bom nguyên tử mà. Ôi, mình còn có cốc thái nè. Quá giờ trái luôn. Bỏ quang luôn. Này chén muối ớt cho mâm guốc chấm phát nắp giật bạc bạc đi. Như vườn này của bác Sáu mình giờ ông ít canh tác bây giờ ông bỏ quá trời bỏ. Bác Sáu trai mình thì mắc rồi, còn bác Sáu gái làm góc bạn con kìa, khoái hoài hoài luôn đó nè. Một cốc thái mà trái bự như vậy, nhiều cái đó đó, đã không? Wow, mê chứ. Trồng rồi năm đầu á, ồ bán giá ngon á. Bác Sáu mình kiếm cũng muốn được khá khá, xong tự nhiên qua năm sau mối nó không ai chịu mua chứ, vậy mới ghê chứ. Rồi bỏ quan luôn tới giờ, tự biên tự diệt luôn, không có bán bung gì được chứ. Chỗ này là mình đặt cái gì cái thiệt nè, đặt cái chẳng bọng luôn rồi luôn, cạn quéo queo luôn, ngập nước giờ đang cạn nữa. Chẳng bọng này coi nè, chà bá lửa rồi, cạn queo luôn bạn ơi. Cạn cái này cá mắm gì nó cạn yêu luôn, như có cá gì trời. Ê có cá bạn, có lóc nè. Ờ tung gớt sảy dưới kìa. Ủ lụm được con. Đó. Đặt cái chăn lỗ mồi mà. À đã chưa, đã chưa. Đặt bá đạo gì cũng dính nữa trời. Chịu đời sao nổi lỗ mồi thông qua đây nữa, nước đang chảy ra đó. Chịu đời sao cho thấu chặng này bạn ơi. Đặt đơn giản mà có hiệu quả ghê ha. Lại gần queo thấy tưởng đâu chất quốc rồi chứ. Rồi cái sợi rớt đâu nữa rồi. Đơn giản mà hiệu quả. Trời nãy nắng chang chang luôn, giờ bắt đầu chuyển mưa. Mau thiệt chứ. Một cái lóc trắng bóc. Nghĩ chất quốc chứ lại thấy cái lợ đó cặn quay quần. Ủa bữa nay cái lóc gì đâu giữ thằng ôn chạy. Chỗ mình được vậy là dữ lắm đó nha bạn. Tại chỗ mình cá ít lắm đâu, nhiều. Động dữ vậy. Ừ, đã chưa, đã chưa. Lóc 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 lóc. Vô nồi canh chua. Vô. Quá trời chặng này rồi bạn ơi. Hầm lợt lóc vậy mê mê đó. Bữa nay mình đầy tự tin luôn trời. Mỗi lần tới lợ là cứ nghĩ là dính cá không đó. Nay ngày bảo cá lóc rồi. Sửa lại kiếm cái sậy. Cái sậy con trụng tha ra mất tiêu cái gì trời. Bữa nay chúng cá bị coi lùng lực. Lội đụng đụng trâu không biết mệt là gì ha. Qua đây mới gọi là tới một chuyện nè. Toàn là bò không. Ướng bò. Mưa mấy ngày trước giết mà. Cây cối nó sập xuống giờ mà không biết cái đường nào đường đi luôn. Quá trời. Hên chỗ này con trống xíu rồi. Bố có cái lợ đặt đâu đây nè. Cái lợ này bữa đó mình về phía bên kia. Mình về qua bên đây. Trời ơi việc. Bay hết hồn mày. Đi của mình tao mà sụt sạc. Ồ. Tay nào đầu tư dữ ta. Ấy có vừa ngang mương lội luôn nè. Chỉ có tay bắt ong hơi dứt ốc rồi thôi. Cái mương lúng quá. Họ để cái bọc dừa xuống đó đó. Để họ đi qua. Tại trong kia nhà của chú Sơn nè. Sát bên không dám đi vô. Hên cái lợ đặt xích đây xíu mà tới một chuyện ha. Mình khoái cỏ bắt lắm. Mèo không khoái, khoái cỏ đặt cỏ bắt. Mùa ngày cạn lắm mới đặt cái lợ hơi xa. Ấm bà la xì bù, ấm bà la xì bù. Bà cậu lùa lùa cá vô con bà cậu ơi khui hàng. Không thấy quặng nước xe. Ê cái sặc gì trời, trời ơi cái sặc không ta, cái sặc nó bu quẳng. Ủa cái này nó ngon
vậy mà không có. Chúa nó đặt cái này tự tin lắm mà kỳ vậy ta ơi. Cái vườn này mang tiếng bỏ quan chứ văn văn hồ bào cũng dữ lắm, chum lương bảy chuột các kiểu đà điểu hốt ong luôn. Vườn này có mấy ổ con gừng, hôm bữa mình tính quay clip mình hốt rồi, trang bị vũ khí rồi đi lại tai nạn hốt mắt teo. Không thấy thứ gì chịu cho nổi không trời, có lợi mình đâu có đặt chơi chẻn dữ thằng ngon người ta. Hôm bữa có thấy cỏ đậy mà sao như này trong lỏng này, như có gì dữ rồi lá cây. Ủa có cái sạc chết nè, mà tại sao không thấy cá lóc nè, gì trắng trắng dữ kìa, trời ơi cá chê chết rồi. Ủa ghê trời, rồi cái này có cái gì vô nè, không có cái miệng hôm nó xe luôn ha, hay dính ngạnh cá chê phải rồi, dính ngạnh cá chê hàng gì sức sậy luôn, nó quậy quá sức sậy luôn. Ủa chê với chết uổng ghê mà, đúng chắc lưỡi thiệt chứ, để mình sửa lại mình đặt đó. Tiếc quá tiếc. Bạn nghe mà Miệp thấy kêu ấn lạnh không, ở khu vườn mổ quan này thôi Miệp chùm của chùm, nước lớn ghê hồn, giờ rút xuống ba cái bọn nó đây. Ấy da, mấy bọn nó tùm lum hết trơn. Ê gì vậy, thấy có động nước ta, rồi luôn cái lỗ chà bá luôn, thánh thần thiên đụng ơi, rồi nữa là tới chuyện các bạn ơi, cái lời này có là xiền luôn. Ồ lủng lỗ à, ôi trời ơi quá trời cái lỗ rồi, thiệt tỉnh nữa nóng máu chứ, ôi cuốn luôn đau lòng thiệt, cái lời này có là xiền luôn á trời, chỗ mình đặt chỗ này hiểm quá hiểm rồi, tự tin luôn á, nó cắn phía trên chuột hay gì nè, cái cua ruồi nè, có lóc vô nó phóng chỗ này ra xiền luôn, cái lỗ chà bá lửa như lỗ cống, thứ gì chịu cho nấu ra phát chơi mũi, công nhận mũi kinh khủng chưa, tới luôn mất tài ơi, trời ơi mũi gì đâu mà chích lưng chích lỗ tai chích mặt gì đâu, như cái bánh bò luôn thiệt tình chứ, kinh khủng mũi. Ây da, đó lòn bò tiếp, mấy cái mương này nè mình bào luôn cũng dữ lắm mà, hồi hai năm trước á, sau này ít đặt chỗ này đường đi khó khăn quá, thấy động nước nhóp ngóp gì từ lưa vô. Ê gió thổi chứ, gió thổi cho nước đâu, cá nó quậy chứ sao đây cưng, bù lại hai cái kia lủng lỗ từ lưa hết trơn rồi. Trời ơi gắn gì cá luôn má ơi, dạ gắn cá nhỏ bạn ơi, lặng lặng có gắn gì cá bự rồi nha, nè ủ được nghe được nghe, cái mương này có gắn gì cá chết với mình rồi, đặt là cái lóc nào giờ ít cái thấy dính gắn gì cá luôn, như con này là con đầu tiên nè, như cá con nhỏ chứ không bự không, dạ mũi cắn quá, kiếm cặp bố mẹ rồi, tán còn hai ba ký ba ký còn mới đã. Chỗ này toàn ba cả sậy không, để chuyện quay khó khăn quá, bắt gắn cá ra luôn. Chù chà mà đem có một cái lưới tú lưới làm sao đây ta, mà mở sợ nó có nó phá hôm nó ra quá, làm giải thiệt chứ, không biết đem theo tú lưới nữa được quá, có một cái tú lưới các bạn ơi. Ừ sao đây sao đây, để nó cho nó nằm tận dưới đi, mũi quá trời mũi rồi chích xé cọng dây ra cuột cuột túi cá chứ, con gắn nằm ghi yên vị trí của nó đằng giữa. Con cá này nó cũng cắn dữ lắm nha các bạn, nó không có độc nhưng mà nó cắn dữ lắm, nó đỡ hơn là gắn gì rồi gắn gì rồi mới gớm hồn nữa, nó nhanh dữ lắm. Cá này cứ đem về lần bằng ba mình không nuôi, đã chưa đã chưa. Vô cần vô chơi mấy cá lóc đi, đang bạn ngắn cá này ba mình về không thấy không phá không nuôi cho coi, giờ còn cặp bố mẹ dưới đây nữa chết với mình, thoát sao thoát được mình,
lâu lắm rồi nó nhắc hoài, nó sao mình đặt lại chỗ mình trước rồi gắn gì cá dữ lắm luôn. Mà sau này đâu khoảng 7-8 năm sau này không thấy con nào hết chứ. Nhớ hồi lúc trước á, năm mấy trước mình với anh Khang, mình với anh Khang đi thăm lễ chấm lương á, cứ dính đường con cái cá của mình lớn nè. Giờ rồi gắn sậy vô đặt lại thôi, ai biết được lần sau không cặp bố mẹ chà bá lửa sao dở lên cắm đậu mương cho coi. Đẹp đúng là chùm của chùm chứ. Nó là mổ đó không, hồi nãy giờ thấy lại đậu trên đó nó kêu hoài. Đẹp lúc trước mình cũng có bẫy, nhà mình cũng có mấy cái bẫy nè, nhưng mà trên chốc mình không có tiện quay clip. Thôi ra cái trong đây nè, tao nói lội vô đây, tao nói bò vô đây thấy múc chỉ ra tha luôn. Con cái một à, dưới gốc dừa nè. Cái tay khó dẹp quá ta. Ây ây da, tới luôn mất tài ơi, tới luôn tới luôn. Cá khủng đang nằm dưới đây nè. Trời, ở cái lợ mà làm gì kỳ vậy? Bạn thấy không, nó nằm nghiêng luôn kìa, nghiêng ngửa luôn. Ê, sao nước trong trong mà không thấy cá chân kỳ vậy nè. Kìa, trời, cái gô, cái gô đâu làm kỳ vậy, làm manh động đến nỗi cái lợ nó say. Nó có ai thăm rồi trời, nè nó có cái gô nè. U trời ơi, lại cái lợ thấy nó nằm nghiêng, thấy tưởng đâu hốt hoảng rồi. Ô, đặt lại luôn cái gô này, gô mề nó cũng vô vô các bạn, đặt lại nhử cá lóc. Trời ơi, trời, lại cái lợ thấy nó say, cái lợ đặt vậy nè sao tự nhiên ngọng nghiêng kỳ, đúng đâu có hàng rồi chứ. Có cái mấy cái mương mà nó bích kịch gì nè, mấy chỗ nào trống trống là mình khoái đặt, thường dính cái cá nó gom lại mấy chỗ trống nó thở. Nếu có tay nào thăm ta chứ, cái lợ nghiêng như thường là có cá bự nó tung luôn, nó mới nghiêng cái lợ vậy. Có một chuyện nữa rồi đó, lóc đầu chê đầu. Bữa nay dính toàn là cá lóc không chặt, chưa thấy mặt mũi cái chê là gì luôn. Nãy có con cái chê nó mà cũng chết rồi. Cái này như có gì nè, cái động chai nước kìa đó. Bạn thấy không, cung kinh cái lợi không, cái này có bạn ơi, mà không biết cái gì đây, thấy gung kinh lờ nè. Làm con trọng trọng bù là cái lợ kia chứ sao kia vậy. Cánh thằng má ơi, hai con rùa hết hồn chứ, hai bà rùa đâu đây vậy. Thấy gung kinh cái lợ, tưởng đâu thứ gì, ai ngờ đâu hai con rùa, tưởng đâu bợ cặp cái lóc cũng khủng gì, bù lại cái lợ này cắn tè le hết chứ. Chà, chỗ này bắt sao đây, cỏ không có để chân quay được luôn, có chuyện luôn, chơi cái chiêu cù chỏ kẹp luôn. Chỗ này cỏ không có để chân quay được. Thằng hai bà rùa đi đâu đây vậy? Ủa, mua bự dữ ha, mua bự à, con này mua bự à. Dồ, hai con này cỡ một, hẹn họ đi chơi gì nè. Lại ông đẩy, ông đẩy cái lợ gung ginh, tưởng đâu cá lóc cá chê cũng khủng là thiệt tình chứ, vô cá bậy cá đạn hay gì, ai ngờ đâu hai con rùa chú Lâm thiệt. Mấy con rùa lúc nào cũng vậy chứ, là cái lỗ lưới bấy sấy chứ, nó cắn tè le hết chứ thứ này. Rồi rồi bên đây nữa coi nè, cái lỗ này giống như cá lóc là khoảng ký lô chui ra phà phà, mỗi lần mà vô cái lợ nào vô rùa thôi quả chưởng cuốn về luôn năm cái gì rồi. Lần sau tới một chuyện rồi, lần sau là ít quá không biết cá mắm nhiều không. lóc đâu rồi, lóc đâu, nó nằm dưới cái lờ này nè chứ đâu. Trời ơi, gạn dữ, thằng ôm cạn vậy. Ô, nó cạn bạn ơi, lỡ lú lên trên luôn kìa. Ủa, cái này nếu không có cá có người thầm nè, coi xảy sức ra luôn nè. Ê vẫn chơi hoài nha cưng. Trời, không lẽ có cá lóc lớn làm sức xảy, má ơi chuyện gì vậy trời, cá lóc lớn này tung sức xảy hả, vẫn chơi hoài. Chị ta
Mặn nhện dính mắt. Mày cái lóc bên lớn mà nhỏ mày manh động với mày. Tung sức xảy tao luôn hả? Cái chỗ này trồn dữ lắm mà. Lâu thấy con miền băng đi bắt trồn. Cái xích chó nó rượt nó la nó tới trong nhà còn nghe lồng lộng á. Nằm im nhanh làm việc cưng. Trời ơi bức quá, mồ hôi mẹ mồ hôi con tao đổ nụp 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 mà manh động hoài. Lóc nhè lóc nhè. Bữa nay ngày bảo cái lóc còn cái lóc không. Tới luôn bắt tài ơi bắt tài ơi, cố lên. Còn mấy cái nữa là hết rồi. Mỗi lần đi thăm là cái lóc ở trong mấy cái khu rừng Võ Quan này. Rồi tối về không có làm ăn được gì không ạ. Kiệt sức luôn. Đó, tới cái vừa đó đó. Mày hả bưởi. Bưởi ơi là bưởi. Mong cái lời này đừng ai động đậy tới giùm cái. Có khá là xiền đó, không biết sao. Sợ cái giang hồ thăm thôi. Sao thấy nước trong trời mà không thấy cá gì. Hình như có con cá lóc ta. Phải không ta? Khui hàng các em nhỏ ơi. Thì ông mình thấy gì mình thấy bóng dáng cá lóc mà. Đó, đã không? Con này cũng được ha. Thấy chữ nậm chứ. Cho là ngày mưa, nước mưa nó hơi trong. Như nước phèn đổ xuống nó trong quắt à. Đó, bạn coi nè, đường đi ha, ngự dân. Cái vụ mối quan gì, đường mòn đi tờ lưa dưa dân, chỗ nào cũng thấy chứ. Mấy cái kia nãy không gách là cũng khả quan lắm. Mấy điểm nó ngon kìa. Mà cuối cuộc cũng thì gách. Trời ơi, mũ, má ơi, mũ bận bận, bận mấy dầu không nổi. Chà má nữa. Mũ đột biến gì quất vô mặt trời. Nhìn lại con mũ thấy ớn lạnh luôn. Lóc 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 lóc. Giò ha, giò ha. Ngon ha, nghe ngon 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 ngon. Về nấu chua rồi hay nấu chua còn ngon hơn nữa bạn ơi. Còn phải thêm đế đồ vô nữa. Mấy ba cháy bồ chét. Ủa con ngủ khoái mặt mình chứ sao không ta. Đó bạn thấy nó bay trước camera không? Để anh làm việc con ngủ lại khóa hoài. Cái loài này giống con đó ta. Mấy cái tay nào thăm không chứ cái chợ điểm này thấy ngon dữ lắm ngon mà. Ôi đặt lại thôi. Cái này dưới dạ cái cầu nè. Lần rồi mình tán cái lóc bự ghê bạn. Con này có hên xong. Con này thử có hên nữa không. Trời ơi ra đây mới đứng được cái lưng. Thằng đứng lên. Trời ơi leo. Ấm la xì bùa dưới dạ cầu. Rồi tán cái lóc bự lắm. Đặt là bá đạo không giống ai hết mà. Nước vòng trong có cá nhìn thấy rồi. Cái ngó bù mà sao có lời mình nghiêng dữ vậy không thấy cá đó đó đó. Ủa cái gô cá lóc luôn hả bởi thấy cái lợn hơi nghiêng cá lóc cái gô cũng được các bạn nè. Quá đã quá đã. Vô vô ủa dưới dạ cầu nhưng mà làm ăn được trời. Bên đây còn cái nữa thôi đừng qua đây thăm luôn rồi. Không dưới dạ cầu nhưng mà lợi hại không. Thằng rồi mình tán con lóc bự lắm. Để đi đi. Một cái gồ nó về kho tiêu ăn thứ gì chưa nổi trời. Như này con cái nè. Hốt thêm vài con nữa coi. Tán thêm 2-3 cái lóc nữa đem lại bắt luôn cho dễ. Thấy cũng nhõng bèn đó nha, nhõng bèn nha, nhõng bèn. Nước cạn nhõng bèn hay cá tung nhõng bèn. Nước trong nhìn không thấy cá ta. Thấy cái sảy dưới luôn kìa, không thấy cá. Mà sao nhõng bên dưới vậy? Ơi, ê cá lóc kìa bạn. Nó nằm bên gu giống kìa. Đó. Bởi lại thấy nhõng bên là khả năng có cá mà. Ủa, chữ nằm tuốt góc bên đây hàng gì cũng thấy. Lóc 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 lóc. Ủa bữa nay quá trời cá lóc rồi. Ây da. Ồ tung nó tung cái mỏ tè le tắc lét chứ. Hai con này cũng cỡ à. Con bên này nhỉnh hơn. Bạn thấy mê không? Clip này đúng thiệt bảo cá lóc. Ủa
nó gò xứng đáng rồi chứ. Gò mẹ chính hiệu luôn. Ngồi vừa bắt cá vừa nghe đồng nghiệp nó kêu luôn. Tối nè, nãy gắn để dưới á, bây mình cột thắt ngang để mấy rùa cá lóc đồ lên đây cứu gì nữa. Còn cái nữa là hết rồi. Cái khu vực sau vườn mình á. Trời ơi, lóc manh động với mày. Miếng nó cứng. Manh động quá. Hồi nãy giờ dở lên á thì nó chịu quậy. Nên đây bắt nó quậy. Đó. Thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi. Đó, lóc gô đầy đủ luôn. Dạ. Gô gai không. Để hai ba sặc đó để làm mồi. Ừ, con gô đồng con nè. Đã, đen rồi. Vô. Bữa nay trúng đậm rồi, đậm lè, đậm lét rồi. Cái nhẹ ơi. Mày hả mày, vô nằm im gu không manh động hả mày. Mày không manh động hả. Đổ vô ăn góp bu. Ăn ốc bể vỏ luôn nữa. Đã không, đã không. Sướng, 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 sướng. Trời ơi. Mũi quá trời mũi chích rồi. Mặt như ổ bánh mì luôn. Về nhà má nhìn không ra luôn. Ngoài túi lưới đem một túi thành hai túi luôn. Ngoài gình cá giờ không nổi rồi bạn ơi. Lâu trúng được bữa nữa gì nổ rồi đã chút. Kiểm tra lại cái là hôm hiếp đồ ngon không. Trời cái này cũng gắt tè le nè. Mới gắt mấy con mặt à. Còn tam chút nhận được. Ủa, giờ đi đặt lại thôi. Mẹ mình bà cũng đang cắt ổi rồi. Gần xong rồi. Hả? Còn cái ở đây nữa. Mà cái này hồi nãy rồi chỗ cắn. Banh hôm mình đem vô mình quên. Giờ vô thôi bạn ơi. Bây giờ mình nhớ mày mãi đây còn cái nè. Khúc ruộng gọn chỗ cắn hôm hai hôm luôn, banh chạnh chân quên. Cuốn vô đem rồi, cuốn vô rồi quên. Giờ vô thôi. Bữa nay ngày bảo cá lóc thiệt chứ. Chúng đậm lè đậm lét luôn á. Bữa nay mình cũng không ngờ đâu. Mà trúng cá giữ thằng ôn vậy. Mấy bữa trước mưa là mình nghĩ bữa nay cũng có trúng rồi đó. Mình đâu nghĩ cái lóc nhiều dữ vậy. Tại chỗ mình cá ít lắm. Được vậy thôi không còn gì bằng hết trơn á. Đặt có mười mấy cái rồi dính cá lóc cỡ đó còn gì bằng nữa thiệt chứ. Bữa nay mà nếu không bị mấy con chuột. Mấy cua mấy rùa khóa cũng chắc kiếm được hai ba con nữa lắm à. Nay lỡ hư cũng tù lưa, vừa dân mấy cái đây, không biết 5 cái hay 6 cái đây. 1 2 3 5 cái chứ. 5 cái lờ. Bấy sấy. Nay có hai con rùa để cho ba mình cũng nuôi luôn. Lại thu đổ ra. Ba quên nó có con gắn luôn. Mày đổ ra đại đi. Ở trên không có gắn. Ở dưới mới có gắn. Ăn thịt gắn bà cố sợ gắn. Tao bởi tao cuộc hai túi không thấy hả? Có hai con rùa cũng bự mày. Đổi đi cái đó không có gắn. Gắn nằm dưới nè. Ủa bữa nay quá trời cá lóc luôn. Nhìn thấy chóng mặt luôn đó. Nãy có cái tao dở ba con luôn. Có mang không cô Đường, tôi sợ cô Đường coi phiền quá. Lâu lâu mới có học ngày thôi chứ phải đúng chứ phải học hoài. Mỗi lần kêu thu quay phim là mình thập thò lo âu mà nó bấm gì ra mình cứ quên hoài à. Ê anh không lấy cái gì, ở lấy cái túi kia lại đặng để chung vô. Gắn gì cá nè mày. Quảng quảng còn cặp chà bá đặng nữa. Cá lóc bự nha, thấy nó nhảy. Đã chưa, đã chưa. Quả trời cá lóc luôn rồi. Nó vô bự bự luôn. Gắn cá. Bỏ chung viên gắn kia đi. Đây hồi tôi sang qua cái bầy bị kia, bị này giỏng. Bị mít. Bữa nay thăm cá nhìn không ra luôn á. Mít chịch chân luôn. Thao. Đã lại gỡ các bạn ơi. Nguy hiểm mày. Ở chỗ này nguy hiểm quá. Làm cái sộn cái xuống dưới rồi rồi luôn. Xuống sống rồi. Tại con lưới nó nhớ cái gà mới. Xuống dưới mương cái là rồi luôn. Anh à, lấy cái gỗ, đậy lại cái gỗ ra đó. Ướp lại lấy cái gỗ á. Lâu bắt
ra cho dễ, tại sao này nó múng quá khó thấy. Ồ kìa, thấy manh động nổ lắp cà má chưa. Nó bay manh động chưa, nay bảo có lóc luôn được, không còn cái tre mà nó ngủm bồi. Wow, con coi nè, hết hồn không. Quá trời có lóc hả, thảy nó vô. Trời ơi, nó nhảy. Không, nó nhảy vậy. Dỡ cái lờ nãy ba con mạnh mạnh không, cũng hai bà gùa nó đâu đây nữa, cắn mà không banh chành chứ. Mạnh coi nhìn thao cái lóc không, thử mình căng được nhiều. Quá trời nhiều cái lóc rồi. Bình thường đi cắm câu kiếm một hai con gan lít mà không có, bãi đầu hoài luôn á. Vậy mà bữa nay đặt lời cái lóc vô kìa, vô đây. Còn ngộ trời má ơi, một kia 5kg múc kim luôn rồi bạn. Cái trời thòm buồn ngày nhiều rồi. Ồ, ba gần 3.1 kg mày. Cái thao này 300g nè. Còn lại 2.8 kg. Wow. Này cá không bạn, gùa đồ này nọ chưa tính nữa đó. Ôi, con này đã kìa. Thứ gì chịu nổi. Nhìn cái thao cá lóc thấy thèm chưa. Bữa nay đậm, hình như là thăm lờ cá lóc, hình như lần này là chúng đậm nhất nào giờ mình của mình luôn rồi mà. Chỗ mình mà kiếm được 2.8 kg cá lóc đâu phải chuyện dẫn chơi đâu. Phải con này nè, con này nửa ký xiềng luôn. Cái đầu chờ giờ thấy không. Này nè. Wow. Có món vỗ thụ làm nữa rồi. Đã thiệt, đã thiệt. Bữa nay chúng. Còn mình còn đang canh me gình mò cái mương đó đó. Thế nào lần sau lạng quạng kiếm cái hên coi. Hên khìa không, hốt cặp cái gắn cá bự ra. Con đó còn nhỏ. Mình đặt hoài mà cứ mong dính gắn cá bự hoài mà chưa thấy dính. Mà sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Bữa nay ngon lành cành chanh luôn. Ngon luôn cành đào. Có cái vườn mổ quang đó mình đặt, mình thăm cũng mà vài lần rồi mà thấy không, lần nào cũng trúng luôn. Cá gom này rất nhiều. Mà điều đó thì cũng giang hồ thăm cũng có tùm lum chân, giang bào ở đó cũng nhiều lắm, chích lương, bẫy chuột, chích điện, vớt ốc, một tờ lương dưa. Rồi chào nhà, hẹn cả nhà lúc sau nha. Hai công nhận đã gì đâu đã thiệt.